Cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và hôm nay thì bên hàng bên con xin giới thiệu các cô chú mình một số chậu cát và brush với vườn ở tại vườn của con. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804 nha cô chú. Còn địa chỉ cửa hàng của mình nằm ở phường 4 Tiên Chánh Tân An Long An. Và hôm nay thì con sẽ giới thiệu các cô chú mình xem đây là chậu cát đầu tiên. Mã số là mã số 1 nè. Và cái chậu này hoa nó rất là đẹp nha cô chú. Hoa cực kỳ đẹp luôn. Nó có hàng mắt rất là gọn nè. Màu này là màu vàng, ở ngoài là vàng tiền luôn cô chú. Tại vì trong máy này nó hơi màu vàng nhạt tí, nhưng mà ở ngoài màu rất là đậm. Và giá tiền của cái chậu này thì bên cửa hàng bên con ngày hôm nay con bán ra nguyên cái chậu rất là to luôn cô chú. Các cô chú mình về sưu tầm rất là nhiều thân. Về là mình sẽ cắt hoa mình dưỡng cây lại nha cô chú. Cắt hoa mình bỏ giá thể rồi mình trồng lại cho cây nó mau phát triển và nó mau bông hơn. Và giá tiền của chậu này con bán ra với giá tiền là 250. Mã số là mã số 1. Chậu này con không biết tên nha cô chú, vì đây là hàng sổ, cây này con không biết tên. Mã số 1 giá tiền là 250.000. Màu vàng rực rất đẹp nha cô chú, rất là thơm luôn á, có hương rất là thơm. Mã số 1 250. Tiếp tục mã số 2. Và cái cây này là cây brush đu công của chú, do cái hoa này nó mới nở nên nó chưa có lên màu nha cô chú. Chứ dòng đu công là hoa của nó nhìn là xuất sắc luôn á. Đây là giò brush đu công nè. Và nguyên cái chậu brush đu công ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra để các cô chú mình về mình sưu tầm với giá tiền là 250.000 cho cái giò này. Đây là dòng brush và đây là brush đu công nha cô chú. Hoa rất là đẹp luôn á. 250. Đã xuống rễ thuần chậu nha cô chú. 250.000 brush đu công. Dòng này thì mỗi lần mà lên một cái mầm con á, cô chú nhìn nè. Cái mầm này nó mới lên nè, và cái mầm này nó hết đi ngọn nữa thì nó sẽ bắt đầu nó cho hoa luôn đó cô chú. Rất là dễ hoa ha. Đây. Và cái bên thân này nè, nó cũng chuẩn bị hoa nè. Đây. Thân này chuẩn bị hoa nha cô chú, tại vì đã bắt đầu đứng rồi nè. Đó. Đây nó có vòi luôn nè cô chú. Đó, đây là dòng brush đu công. Và con bán ra cái chậu này với giá tiền là 250.000. Và mã số của nó đó là mã số 2. Và cái chậu này khi mà nó nở hoa thì nó nở hoa sẽ là hoa chùm và rất là nhiều hoa nha cô chú. Do cái này nó còn nhỏ nên hoa nó nhiều đó. Cây mà mình trồng càng nhiều thân bụi lùm thì cho hoa rất là nhiều. Brush đu công, mã số là mã số 2. Giá tiền của nó con bán ra là 250 cho mã số 2 brush đu công. Tiếp tục đây là một cái mặt hoa cắt lai rất là đẹp. Và cái mặt hoa này nó chưa chuẩn nha cô chú. Cô chú mình thấy hai cái lưỡi này nó khác nhau không? Do hoa nó không chuẩn. Và cái cây này á, là một cái dòng Hacia Delight, nó được lai với cây Siam Wilder Best. Và cô chú mình nhìn cái lưỡi rất là to nha cô chú. Thường là dòng Hacia Delight lưỡi to như vậy nè, được lai với cây Siam Wilder Best nha cô chú. Hai cái mặt hoa, một hoa trắng, một hoa vàng nó lai với nhau. Và cái mặt hoa nở rất là đẹp nha cô chú. Lưỡi này cực kỳ to luôn á. Và hoa rất là thơm, cực kỳ thơm nha cô chú. Và nguyên cái chậu này ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra là hàng này là hàng thuần chậu. Và cô chú mình mua về là mình sẽ cắt hoa bỏ để mình ngắm hoa lại. Đây là dòng Hacia Delight được cây với cây Siam Wilder Best. Và giá tiền chậu này thì con bán ra là 250.000, rất là nhiều thân nha cô chú. Hacia Delight được lai với cây Siam Wilder Best thì các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 250.000. Nguyên chậu này rất là to luôn cô chú. Cây cực kỳ đẹp nha. Đó. Hacia Delight được lai với cây Siam Wilder Best. Mã số là mã số 3, 250.000. Tiếp tục là một cái mặt hoa brush rất đẹp nha cô chú. Và cái mặt hoa này á, cái lưỡi này á, là lưỡi trắng và cánh này là cánh tím nha cô chú. Do ngoài nắng á, nên mình nhìn đi cho nó màu trắng đó. Nhưng mà cái cây này là cánh tím, lưỡi trắng. Và cái dòng này đó là dòng Interdosa nha cô chú. Giá tiền là 250.000. Và mã số là mã số 4. Đã xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Interdosa mã số 4 giá 250.000. Tiếp tục con xin giới thiệu với các cô chú, đây là một cái mặt hoa brush rất đẹp nha cô chú. Cây này là cánh màu xanh và cái lưỡi này là lưỡi tím. Và do nè hoa này mới hé nên nó chưa có lên màu nha cô chú. Và cây này tên của nó là Lindoyana. Và cái giò bên con là một cái giò rất là khủng, của chú mình mua về là mình sẽ thay chậu luôn, tại vì đã tràn chậu ra rồi. Và nguyên cái giò Lindoyana ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra chỉ với giá tiền là 1 triệu cho các cô chú mình về sưu tầm thôi. Giá rất là mềm, 1 triệu chẳng nha cô chú. Lindoyana nè. Đây, và đây là cái hình cây Lindoyana. Và nguyên cái chậu này giá 1 triệu là nó tầm chắc khoảng cỡ gần trăm thân á. Bụi rất là to, con trồng bằng phi 18 nhưng mà đã tràn chậu phi 18 luôn đó cô chú. Dòng này thì nói chung là rất là dễ hoa. Đi là tầm khoảng chừng 7-8 hướng vậy đó cô chú. Và thân rất là nhiều, tầm khoảng cỡ 100 thân. Đây là dòng Lindoyana. Cầm một tay là cầm không nổi nha cô chú. Giá tiền của nó hiện tại con bán ra đó là 1 triệu chẳng. Lindoyana tầm khoảng gần 100 thân nha cô chú, giá 1 triệu. Rễ đã xuống rễ thuần chậu và cây đang lên màu, lên cây này đang lên mầm rất là khỏe nè. Hoa này là chưa lên màu nha cô chú. Lindoyana là một cái dòng brush xưa. Nói chung bây giờ con thấy ít người bán.
Nguyên cái giò này con bán ra với giá tiền cho các cô chú mình về sưu tầm 1 triệu chẵn. Lindo Jana đang được chọn bằng vấn cộng và giao thông nha cô chú. Mã số là mã số 5, giá 1 triệu. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ phường 4, Tuyến Chánh, Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú, đây là dòng Lindo Jana.